khai trương Hồng Phát, đưa may mắn đắt. Và em cũng may mắn nhận được cái phần quà của công ty Logamot và đơn vị tài trợ là giày Âu Việt, một đôi giày và một dép. Xin cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin mời đại diện của giày Âu Việt đến tặng quà cho anh trai ạ.